Rất cảm ơn và kính chào quý vị đã đến với kênh YouTube chính thức của Đài Phát thanh và Truyền hình Hưng Yên. Chúng tôi luôn cập nhật những thông tin mới nhất, nóng nhất trong suốt 24 giờ qua để gửi đến quý vị. Ngay sau đây là phần nội dung chi tiết. Ngày 10 tháng 4, theo thông tin từ Ủy ban nhân dân xã Thiệu Hợp, huyện Thiệu Hóa, tỉnh Thanh Hóa cho biết, lực lượng công an xã đã vào cuộc xác minh, làm rõ thông tin một nam sinh lớp 11 bị tài xế ô tô con đánh tới tấp vào người xảy ra trên địa bàn. Qua xác minh, cơ quan công an xác định tài xế ô tô có hành vi đánh nam sinh là TDT, sinh năm 1989, ngụ xã Thiệu Hợp, còn nam sinh bị đánh là MHA, 17 tuổi, ngụ xã Thiệu Thịnh, huyện Thiệu Hóa. Trước đó, trên mạng xã hội Facebook xuất hiện đoạn clip từ camera nhà dân ghi lại cảnh một chiếc ô tô con đang di chuyển trên đường liên thôn khi đi đến khúc cua, tài xế bất ngờ đánh lái sang phải, không có tín hiệu xi nhang. Cùng thời điểm này có một thiếu niên đi xe máy tới nên xảy ra va quệt với ô tô gây hư hỏng phần đầu. Ngay sau đó, tài xế ô tô mở cửa ra nói chuyện và có lời qua tiếng lại với người đi xe máy, rồi xông vào đấm đá vào người nam sinh. Đáng nói, trong đoạn clip nam sinh bị đánh, có một người đàn ông đứng chứng kiến sự việc nhưng thờ ơ, không có động thái can ngăn hành vi của tài xế ô tô. Một lãnh đạo công an huyện Thiệu Hóa thông tin, ngay khi nhận được thông tin, chúng tôi đã chỉ đạo công an xã Thiệu Hợp vào cuộc xác minh làm rõ. Vụ việc trong thẩm quyền của công an xã, bước đầu phía công an đã xác định được những người có liên quan và mời lên làm việc. Trường hợp không đủ yếu tố để xử lý hình sự thì sẽ chuyển qua xử lý hành chính. Hiện vụ việc đang được công an xã Thiệu Hợp hoàn thiện hồ sơ, đề xuất cơ quan cấp trên xử lý theo quy định.